Mến chào các bạn đã đến với kênh Tiami Cooking Diary. Hôm nay Hà My là một cái món Đức tên là Schweinemedaillons in Champignon Rahmsoße. Món này Hà My tạm dịch là thịt heo phi lê với nước sốt nấm. Trước tiên thì mình cần 500g thịt heo phi lê. Rồi mình cắt lát ra khoảng 3-4cm thôi, cũng đừng mỏng lắm mà cũng đừng dày lắm. Cho một muỗng xanh muối vào. Rồi mình cắt một ít tiêu, cho 2 muỗng canh bột paprika vào, rồi mình trộn đều lên. Cho 1 muỗng canh bơ vào. Cho nước sốt thì mình bằm 2 củ hành tây, mình bằm nhuyễn da. Rồi mình bằm 1 tép tỏi nhỏ. Kế tiếp thì mình sắc 300g nấm champignon thành lát mỏng. Cho bơ vào trong chảo. Mình cho thịt phi lê vào trong chảo rồi mình chiên cho nó vàng, rồi xong rồi mình chở mặt lại. Hà My rắc một ít lá oregano ru cho nó thơm một chút. Trong khi chiên thịt thì nước của chúng ta cũng đã sôi rồi, thì mình cho 250g spaghetti vào rồi mình luộc nó chín. Thịt đã chín vàng thì mình gấp nó ra riêng. Mình lấy cái chảo này mình làm nước sốt. Cho tỏi băm và hành tây băm vào rồi mình chiên. Mình pha 1 muỗng canh bột sùng rau và 150ml nước. Rồi mình cho nấm vào trong son rồi mình chiên. Mình nêm 1 muỗng canh đường vào, rồi cho 150ml nước sùng rau vào. Nếu các bạn nào muốn thì mình cho rượu trắng vào, Hà My cho 150ml rượu trắng Chardonnay vào. Rồi rắc một nửa muỗng nước canh chanh vào. Kế tiếp thì mình cho 200ml nước kem tươi vào. Nấu cho nó sôi lên rồi mình cho 1,5 muỗng canh bột mì vào cho nó đặc lại. Mình cho 1 muỗng canh hạt thông vào. Mình nêm lại có thử vừa ăn không. Nếu ai thích ăn ngọt hay ăn mặn hay chút cay hay là nó hơi sệt một chút thì mình có còn chỉnh được. Bây giờ thì mình cho thịt vào, cho lửa liu riu rồi mình nhắc xuống. Các bạn trang trí cùng rau mùi tây hay là hành lá cũng được. Ăn món này thì mình uống ly rượu trắng nó hợp hơn. Thịt phi lê thì nó mềm, nó ngon và nó ngọt nữa. Cùng với nước sốt champignon ăn với mì thiệt là đậm đà.